Hello anh em, xin chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Emerson ATM. Đây là nơi chia sẻ kinh nghiệm cho Emerson Crypto, Forex và Stock US. Lại là Huy đây, và trong video ngày hôm nay, ngày 5 tháng 6, thì chúng ta sẽ tiếp tục cập nhật về tình hình giá của Bitcoin với chủ đề là Bitcoin tăng nhẹ nhưng ở tâm thế nhẹ giật. Và trước khi đi vào video thì Emerson ATM tụi mình có một group Telegram nơi trao đổi chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm với nhau. Anh chị và các bạn nào quan tâm cứ scan những mã QR code trên màn hình hoặc bấm đường link mình để cho phần mô tả tham gia vào group nhé. Trong group thì ngoài mình được cái admin cắt ra thì còn có rất là nhiều anh giỏi khác nữa, nên đây là khẩu rất là tốt để cho anh em học hỏi giao lưu kinh nghiệm với nhau. Quay lại video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục nhận định về tình hình giá của Bitcoin trong trong ngày hôm nay, hôm qua và ngày mai ha. Đây thì Bitcoin ở xu hướng này thì nó vẫn đang là một cái xu hướng tăng cho Bitcoin, khi mà nó đã phá vỡ được cái vùng đỉnh dẫn đến cái đáy thấp nhất của Bitcoin ở không daily. Đây là cái đỉnh, cái mức giá, cái vùng là vùng 9.000 đến 9.200 này, cho nên cái vùng 9.000 cho 9.200 này á là cái vùng hỗ trợ rất là mạnh cho Bitcoin ở không daily cũng như là các khung khác không daily. Thì nó sẽ lớn hơn các khung H4 và H1 à. Bởi vì đây là cái vùng mà chuyển giao xu hướng của Bitcoin ở không daily, và cái vùng này là nó đi qua cái vùng đỉnh cũ và đáy cũ của Bitcoin ở trong quá khứ này. Cho nên là chúng ta sẽ đánh theo xu hướng đó là xu hướng tăng của Bitcoin. Và chúng ta sẽ chờ nó về hầu về cái vùng mà nếu chúng ta có long, chúng ta sẽ phải mua vào và long lên khi mà nó giá nó hồi về cái vùng 9.000 cho tới 9.200 này. Còn nếu anh em có thể chịu được rủi ro thì chúng ta cũng có thể long ngay tại cái vùng mà cái vùng hỗ trợ phụ này, đây là cái vùng 9.300 đến 9.400, đây là cái vùng hỗ trợ trên cái khung H4 rồi. Còn hôm qua thì Bitcoin nó đã có một cái sự rút chân rất là đẹp, rút chân bằng một thanh nến có thể xem đây như là một thanh binh ba tăng giá, nhưng mà nó nằm ở trong cái vùng lơ lửng, nó không xuất hiện ở trong cái vùng hỗ trợ hay là cái vùng hỗ trợ phụ này, cho nên chúng ta vẫn không thể long theo cái setup này được. Đây là một thanh binh ba, cũng được xem là một thanh binh ba đó, bởi vì cái thân nến này anh em thấy thân nến này nó ngắn hơn so với cái bóng nến dưới rồi đó, cái râu nến dưới của nó này nó dài rất là nhiều so với thân nến, cho nên chúng ta xem đây là cái thanh binh ba tăng giá, thể hiện sự từ chối giá, sẽ hiện sự từ chối giá giảm xuống dưới này, và nó đã bật khiến có một lực mua rất là mạnh, khiến giá không thể giảm xuống dưới này và khiến giá bật lại tăng lên. Đóng nến là một bóng nến ở mức giá 9.789 này đó ha. Và hiện tại thì Bitcoin nó đang tiếp cận lại cái vùng kháng cự phía trên này là 9.800 đến 10.500. Đây là cái vùng kháng cự, đây cái vùng kháng cự này nó đi qua cái đỉnh và cái râu nến trước của trong quá khứ của nó, của Bitcoin ở không daily, và cái vùng kháng cự này nó tồn tại từ cái tháng tháng 12 tới đến bây giờ là tầm nửa năm rồi, và được xem như là cái vùng kháng cự này cũng khá là cứng, cho nên là mình nghĩ là giai đoạn này nó sẽ quay trong vùng kháng cự này và cái vùng hỗ trợ 9.902 này ha. Ok, và cái đợt bơm này á mình sẽ kỳ vọng nó rất là nó sẽ phá được cái vùng kháng cự này luôn, bởi vì sau khi nó tăng và nó chạm lại cái vùng mà Fibo 0.236 ở mức giá là 9.500 này thì chúng ta sẽ có một đợt tăng tiếp theo. Chúng ta zoom vào 0.4 này, 0.4 thì nên có thể thấy đó cái gì ta, cái vùng hỗ trợ phụ này nó đi của là của 0H4 ở vùng 9.3 đến 9.4 này, và sau khi nó hồi về đây á nó xuất hiện thanh binh ba tăng giá này, hai thanh binh ba tăng giá luôn, nhưng mà thanh binh ba tăng giá đầu tiên á là cái chỉ có cái râu nó chạm với cái vùng kháng hỗ trợ này thôi, thì là nó chỉ mới vừa chạm lại cái vùng kháng cự ở vùng hỗ trợ này, là chưa biết được là ở dưới cái vùng hỗ trợ này á là có một lực mua lên hay là không. Còn cái là cái thanh binh ba thứ hai này là thanh này đấy này nè, thanh binh ba này nè, thanh binh ba này nè, đó nó lại giảm xuống dưới đây rồi, đã giảm xuống hỗ trợ và thăm dò dưới này là có một lực mua lên rất là mạnh, khiến giá Bitcoin là nó không thể đóng nén phía dưới này và nó đẩy giá Bitcoin lên đóng nén ở phía trên này.
Sau đó cái thanh minh ba này nó đã tạo động lực được cho thị trường nó bơm lên, này. Hôm qua nó bơm cao nhất là mức giá 9.881 này. Và sau đó, và trong cái quá trình bơm này nó cũng có thêm một thanh minh ba rất là đẹp, thanh minh ba đu dài như đây đó, thanh minh ba đu dài ở tại đây ha. Hai thanh đánh minh ba này nó có sẽ tạo động lực cho Bitcoin. À, nó sẽ tăng, phá cái vùng kháng cự này, nhưng mà mình chưa biết trước được là nó sẽ điều chỉnh một nhịp nữa hay là không, hay là tăng thẳng luôn. Còn còn khi mà nó tăng thì nó sẽ tăng rất là mạnh hơn. Ok, và cái kèo của chúng ta sẽ là chúng ta chờ mua. Hôm qua thì chúng ta có đặt một lệnh nó là chờ mua ngay tại 50% của thanh ba này ha. Và cái kèo này nó rất là khớp. Đây chúng ta đặt lệnh mua tại 50% của thanh ba này. Và stop loss các cái râu nến của cái thanh đâm trước đó một chút. Là tầm đây. Long ở tại 9.4, 9.450 và stop loss này tại 9.250 này. Và hôm qua thì nó đã khớp nhờ cái đầu nén của cái thanh nén miền ba làm giá này ha, thì giảm xuống mức thấp nhất là 9.450 luôn này. Đó thì chúng ta có thể bắt được sóng này bằng 300 giá rồi. Nếu hiện tại thì nó chúng ta đã ăn hơn 300 giá rồi, 400 giá, 350 350 giá và cao nhất là 410 mấy giá đó. Thì tiếp theo là cái đồng Bitcoin Cash này. Đây Bitcoin Cash thì xu hướng của nó vẫn là xu hướng giảm, bởi vì cái xu hướng tăng của nó vẫn chưa quay lại, bởi vì nó chưa phá được cái vùng đỉnh giảm cái đáy thấp nhất của Bitcoin Cash ở 0H4 này, cho nên chúng ta vẫn là xu hướng bán khống xuống ha. Và sau khi nó phá được cái vùng kháng cự này á bằng một thanh nến này đóng nến phía trên, mà có lượng volume là tăng so với các volume là lớn hơn so với các cái nến trước. Sau đó thì nó xuất hiện setup phi kỳ tăng giá ngay tại đây, cho nên là cái vùng hỗ trợ, hiện tại này là vùng 251 đến 257 này, nó khá là mỏng so với cái setup sau sau khi nó phá được và hình thành setup phi kỳ, thì cái vùng hỗ trợ này nó khá là mỏng, cho nên chúng ta sẽ không kỳ vọng là bán khống ngay tại đây. Chúng ta sẽ kỳ vọng là bán khống ngay cái vùng kháng cự cứng của Bitcoin này, Bitcoin Cash này, hơn là cái vùng phía trên này. Vùng vàng vàng này là vùng 268 đến 277 này. Khi mà nó xuất hiện setup giảm giá như là pin ba hoặc là cho giảm giá thì nó sẽ vẫn short xuống được và bán khống xuống được với cái đồng Bitcoin vậy ha anh em. Rồi tiếp theo là cái đồng Ethereum này. Đây Ethereum thì sau cú phân kỳ thì nó đã giảm theo cái đồng Bitcoin. Đây mình sẽ xóa cái phân kỳ để xa đi. Và cái kèo của Ethereum mà chúng ta vẫn chưa có kèo cho cái đồng Ethereum này, chưa khớp lệnh, chúng ta sẽ chờ mua ngay tại cái vùng dưới hỗ trợ đó là 223 đến 227 này, chúng ta sẽ chờ mua lên, nhưng mà nó vẫn chưa tiếp cận vào cái vùng này, bởi vì cứ có một lực mua lên rất là mạnh, cái xu hướng tăng của Ethereum nó đang rất là mạnh so với các đồng altcoin khác, cho nên là cái giá của Bitcoin, cái giá của Ethereum này nó chưa thể chạm lại cái vùng hỗ trợ này. Cho nên chúng ta sẽ vẫn chờ ha. Tiếp theo là cái đồng Litecoin. Đây Litecoin thì nó đã phá được cái xu hướng tăng của Litecoin ở 0H4 rồi. Nhưng mà với cái vụ lượng volume này chúng ta sẽ coi nó là cái cú phá vỡ giả. Vì nó đóng đến trên cái vùng kháng cự cũng là vùng chuyển giao xu hướng của đồng Litecoin rồi. Nhưng mà cái lượng volume của nó này với thanh đánh này nó thấp hơn rất là nhiều so với các cái đứng trước, cho nên chúng ta chưa có thể coi nó là cái sự break 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 hẳn break. Đây là một sự fake 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 break ha. Nhưng mà hôm qua thì mình vẫn có thể share cho anh em đó là chúng ta vẫn có thể long thì cái hai cái số này lên cái vùng kháng cự này ha. Và hiện tại chúng ta chưa khớp cái lệnh này. Ok, và hiện tại thì chúng ta vẫn có thể chờ bán ngay tại cái vùng kháng cự phía trên này, đó là vùng 48 đến 49 nha, 48,3 đến 49,3 này. Chúng ta sẽ chờ bán ngay vùng phía kháng cự phía trên này, khi mà nó hình thành setup giảm giá, pin ba giảm giá hoặc là phải giảm giá thì sẽ short xuống rồi sell xuống bán khống xuống. Bởi vì cái xu hướng của cái đồng Litecoin này
nó đang là xu hướng giảm, và cái sự phá vỡ này, fake break này nó được diễn ra chứng tỏ là khi mà nó giá nó bật lên nó bị một đạp xuống các bạn, và cái đồng bị đạp này nó đi theo cái đồng Bitcoin cho nên nó bị đạp hẳn là hơn 10%, cho nên là chúng ta vẫn có thể là short theo cái đồng này khi mà nó tiếp cận lại vùng kháng cự này, chứng tỏ là trên cái vùng kháng cự đi chứ nó tồn tại một lực bán rất là mạnh khiến giá của Litecoin nó không thể break lên được, break lên hẳn với lượng volume lớn được, và phe mua nó đang suy yếu bởi vì cái lực mua của nó đang giảm vậy ha. Ok, và cái kỳ chúng ta sẽ chờ Litecoin lên cái vùng kháng cự phía trên này, chúng ta sẽ short xuống. Ok, và cái video nhận định thị trường của mình ngày hôm nay ngày 5 tháng 6 đây là kết thúc. Và trước khi kết thúc video thì với các anh tham gia chưa tham gia vào Rock Merchant ATM thì có thể tham gia bằng cách scan mã QR code trên màn hình hoặc tìm kiếm trực tiếp trên Telegram bằng cách search account Merchant ATM để tham gia nhé. Anh em có thể ủng hộ team tụi mình bằng cách đăng ký tài khoản của sàn StockX, Binance hoặc lấy MetaTrader theo link giới thiệu của team mình. Mình sẽ để link đăng ký ở dưới phần mô tả cho anh em ha. Và team mình sẽ lấy đó làm động lực để mời thêm nhiều các pro trader về team phục vụ cho mục tiêu chung của anh em, đó là lợi nhuận. Xin cảm ơn tất cả các anh em theo dõi video của mình.